Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phạm Quỳnh Anh lên tiếng khi bị anti fan gắn ghép chung chồng. Phạm Quỳnh Anh cho biết cô thường xuyên nhận về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Song nữ ca sĩ vẫn hạnh phúc với lựa chọn của chính mình. Sau nhiều sóng gió, ở hiện tại ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã tìm được hạnh phúc viên mãn bên một nửa cùng các con. Do vậy danh tính ông xã của giọng ca tất cả sẽ thay em vẫn là một ẩn số. Phạm Quỳnh Anh đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã và các con. Cũng bởi vì giấu danh tính chồng mà Phạm Quỳnh Anh nhận về nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Mới đây chia sẻ trong một talk show, nữ ca sĩ đã có những trải lòng đáng chú ý. Phạm Quỳnh Anh cho biết nhiều người vẫn nhầm lẫn cô mới ly hôn chưa lâu, nữ ca sĩ chia sẻ. Ngày hôm nay khi tôi đã có thêm một em bé sau 5 năm, từ năm 2018 đến bây giờ, nhưng nhiều người vẫn bảo rằng tôi mới ly hôn đây mà đã có con. Có những người họ quan tâm tôi kịp thời, nhưng có những người chậm cập nhật bên cạnh đó phạm quỳnh anh cũng kể chuyện bị một số anti fan gắn ghép chung chồng nói thật là có những người độc mồm độc miệng nói tôi chung chồng nên mới giấu như thế tuy nhiên tôi không sợ những điều này vì chuyện gì tôi làm tôi mới sợ tôi không làm thì tôi không sợ tôi chỉ cười với những người đã viết về mình như thế đôi lúc tôi tò mò nên nhấn vào xem họ là ai mà nói những lời cay nghiệt với mình như thế thậm chí là còn cay nghiệt hơn câu nói trên tôi không buồn lòng vì sự đón nhận vấn đề lựa chọn và nhận xét thuộc về văn hóa mỗi người cho nên ai nói ra sao nhận xét người ta thế nào tôi cũng không quan tâm phạm quỳnh anh cho hay cô thường xuyên đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội dù nhận về những lời mỉa mai khi quyết định giấu danh tính ông xã tuy nhiên có thể thấy phạm quỳnh anh vẫn rất hạnh phúc và vui lòng với lựa chọn của mình cô tâm sự nói thật tôi không có số lấy đại gia đâu nên đừng tìm hiểu tôi chẳng mong muốn điều gì cả tôi chỉ muốn có một người yêu thương các con và cho mình sự bình yên là được Phạm Quỳnh Anh tan chảy khi chứng kiến khoảnh khắc này của ba nhóc tỳ. Ba cô con gái đáng yêu là món quà vô giá của Phạm Quỳnh Anh sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Giờ đây Phạm Quỳnh Anh đã có gia đình hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Hai chị lớn liên tục pha trò khiến cô em út thích thú cười khoái chí. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đăng tải khoảnh khắc ba nhóc tỳ hồn nhiên vui đùa cùng nhau. Hai chị lớn liên tục pha trò khiến cô em út thích thú cười khóa chí. Phạm Quỳnh Anh hài hước viết, sống trong ngôi nhà này tôi cũng áp lực lắm, đừng để vụ này chìm. Nhất tiền nhà Phạm Quỳnh Anh ví như sao y bạn chính của mẹ. Sau ba mệt mỏi căng thẳng, chỉ cần ngắm nhìn khoảnh khắc các con yêu thương, vui đùa cùng nhau, mọi thứ đều thấy bình yên. Anh con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh rất yêu thương em út, thường thay mẹ trông em. Có thể thấy ba nhất tì nhà Phạm Quỳnh Anh ví như sau y bản chính của mẹ. Khoa khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như Yêu quá, bé út nhìn giống chị nhất luôn. Cả nhà yêu em nên cũng hơi hơi áp lực nhỉ. Yêu em lắm nha, nhưng mà em ngơ ngác yêu thế. Hạnh phúc là đây mẹ Quỳnh Anh nhỉ. Ngắm nhìn các con bao nỗi buồn đều xua tan hết. Sau ba mệt mỏi, căng thẳng, chỉ cần ngắm nhìn khoảnh khắc các con yêu thương vui đùa, cùng nhau mọi thứ đều xoa dịu. Ba cô con gái đáng yêu, sống tình cảm, là món quà vô giá của Phạm Quỳnh Anh, là động lực để cô cố gắng mỗi ngày. Tuệ Lâm và Tuệ An là con của Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy. Được biết, hai ái nữ chung sống với mẹ kể từ khi cặp đôi ly hôn vào năm 2018. Đi chích ngừa con gái Phạm Quỳnh Anh khiến dân mạng thích thú vì biểu cảm siêu yêu này phạm quỳnh anh đưa con gái thứ ba đi chích ngừa và cái kết gây bất ngờ với cư dân mạng đi chích ngừa luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều đứa trẻ nhưng với con gái phạm quỳnh anh thì lại khác cụ thể trên Instagram của cục vàng, nữ ca sĩ đã ghi lại khoảnh khắc đưa bé Zoe đến phòng tim ngừa. Cô bé được mẹ diện trang phục cực nữ tính với tông hồng tím dễ thương. Con gái thứ ba của nữ ca sĩ mở, mở đôi mắt to quan sát mọi thứ xung quanh, còn bà mẹ nổi tiếng thì liên tục hát để trấn an cho ái nữ. Tuy nhiên, khi mũi kim đâm vào tay, bé Zoe không hề khóc la và cũng chẳng có một cái nhíu mày. Cô bé cứ nhìn bác sĩ và tận hưởng cảm giác này. Sau khi kim tiêm được rút ra, ái nữ nhà Phạm Quỳnh Anh vẫn tỉnh bơ, thậm chí cô bé còn thể hiện nhiều biểu cảm đáng yêu như trôn mọi người. Chứng kiến hình ảnh này của ái nữ, Phạm Quỳnh Anh phải bật cười. Chính cô cũng không ngờ con gái cưng lại gan lì đến thế. Con gái Phạm Quỳnh Anh tỉnh bơ dù bị kim tiêm chích vào người, cô bé còn thể hiện nhiều biểu cảm cực nhắn nhít như trôn mẹ mình và mọi người. Phạm Quỳnh Anh phải bật cười thích thú và vỗ tay vì sự gan lì của ái nữ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo